Hello, lại là mình đây và mình quay trở lại với chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Sam Sun Sakata, và đây là một kênh về nhiếp ảnh, phim ảnh và tất cả những thứ liên quan về nghệ thuật. Và bây giờ là intro. Ok, thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với một cái chủ đề, đó chính là ăn cắp ảnh trên mạng xã hội. Ý là sao? Một ngày rất là đẹp trời, bạn cảm thấy là tự nhiên có một cái trang mạng nào, một cái tờ báo nào đó đang lấy ảnh của bạn nhưng không xin phép, và đang up lên một cái dịch vụ nào đó mà họ đang quảng cáo. Thì bạn làm gì? Thì cái chuyện đó mình sẽ để qua nhé. Đó là những cái trang quảng cáo. Mình chỉ đang nói là mình sẽ để qua cái trường hợp ăn cắp đó, tại vì mình sẽ có một cách giải quyết khác với trường hợp đó. Và một trường hợp thứ hai nữa là những bạn photographer khác ăn cắp ảnh của bạn và nói cái ảnh đó là của họ chụp. Vậy thì bạn cần phải làm gì với những trường hợp đó? Nếu mà mình bắt gặp một ai đó đang lấy ảnh của mình và ăn cắp ảnh của mình thì mình có lo hay không? Thì câu trả lời dành cho các bạn đó là mình không hề lo. Vì lý do tại sao thì mình sẽ trả lời như vậy. Mình sẽ chia ra gặp hai trường hợp. Cái người ăn cắp ảnh đó, trường hợp thứ nhất, cái người ăn cắp ảnh đó không hề chụp được bức ảnh đó, không có khả năng chụp được bức ảnh đó. Vậy chắc chắn khi mà họ up lên cái hình đó sẽ có khách hàng hỏi họ, đúng không? Vậy một cái người khách hàng thông minh là thấy cái hình đẹp, họ sẽ đi phải coi hết tất cả Facebook của cái photographer đó, phải coi thêm profile, phải coi portfolio của người photographer đó, là cảm thấy cái bức ảnh này của anh ấy chụp vậy, những cái tấm ảnh khác nó như thế nào. Nếu mà những cái tấm ảnh khác nó cũng đẹp như vậy thì có nghĩa là tấm ảnh đó chính xác của họ. Nhưng mà thông thường tất cả những người ăn cắp rồi thì thông thường những người ăn cắp á thì họ sẽ không bao giờ chụp được những tấm đó, thì có nghĩa là họ chỉ có một cái tấm ảnh nó đẹp và họ đi ăn cắp thôi, và chắc chắn là họ sẽ không làm được. Vậy nếu họ không làm được thì họ chỉ ăn cắp được một lần và họ không kiếm được một cái lợi ích gì từ cái việc ăn cắp đó, thì cho nên mình không hề lo, đúng không? Với những trường hợp nếu mà khách hàng á chót dại mà vẫn tin cái bạn đó có khả năng chụp được bức ảnh đó thì mình cũng không sợ luôn. Thì lý do tại sao chắc chắn là bạn sẽ không thể nào làm ra được cái bức ảnh đó, đúng không? Thì khi mà khách hàng chụp bạn ấy, bạn hành trả tiền thì chắc chắn sẽ có fraud xảy ra, và ok, sẽ có tùm lum chuyện nó sẽ xảy ra sau đó nữa. Vậy thì mình đâu có gì phải lo nhỉ, đúng không? Ok, đó là trường hợp thứ nhất, mà cá nhân bạn ấy không thể nào chụp được tấm hình đó. Và trường hợp thứ hai, bạn ấy có khả năng chụp được tấm hình đó, thì mình nghĩ là những cái người mà đã có khả năng chụp được cái tấm hình đó thì họ sẽ không đi ăn cắp. Nhưng ok, cứ coi như là họ có khả năng đó đi, nhưng họ vẫn muốn ăn cắp. Ăn cắp tấm hình đó đâu rồi xong. Trường hợp khách hàng đặt hàng vào họ, họ có khả năng chụp được tấm hình đó, ok, vậy là chụp được rồi ha. Bạn cần phải làm rõ trong cái trường hợp này mình đã chia ra hai trường hợp: chụp được tấm hình đó với trường hợp nào. Thí dụ là vui chơi thôi, là kiểu như happy thôi á, thì ok, chả sao cả, chả là cái gì cả, tại vì đó chỉ là một những người happy bình thường và không ảnh hưởng nào, không có sự ảnh hưởng giữa khách hàng và model, giữa photographer và model. Và trường hợp đó là bạn đó chụp vì happy. Thứ hai là bạn ấy chụp giá rẻ, chụp giá rẻ đó, bạn ấy chụp giá rẻ thì không ai làm một cái chuyện gì rẻ cả đời đó. Thiệt á, bạn có nghĩ là bạn làm một cái chuyện gì, bạn chụp một bỏ công sức ra chụp một tấm hình rất đẹp và cảm thấy là bạn chỉ lấy mấy cái giá đó là khoảng 200-300 ngàn rồi bạn làm gì đấy cả đời? Không, đến một lúc đó nếu bạn làm được rồi thì bạn cũng sẽ chán và sẽ nản và bạn sẽ bỏ cái công việc đó thôi. Thì có nghĩa là bạn giá rẻ thì chắc chắn là sẽ không chụp. Vậy nếu là giá mắc thì mắc cỡ nào? Mắc cỡ mình hay là mắc cỡ người đó? Vậy nếu mà họ đã chụp được bức hình đó và họ lấy giá mắc rồi thì họ sẽ tự có khả năng tạo ra một tấm hình của họ, họ sẽ không bao giờ đi chụp hình và lấy ăn tấm hình của mình đâu. Thì có nghĩa là trong cái trường hợp thứ ba, trong cái vế thứ hai này, thì họ chắc chắn sẽ không làm cái chuyện cắp hình. Thì có nghĩa là không cần phải lo. Vậy
những người chụp hình là những người trước sau gì cũng sẽ tự tiêu diệt họ rồi. Thế sao tiêu thứ nhất họ không có khả năng chụp, nhất sau cũng sẽ chết thôi. Chạy thứ hai họ có khả năng chụp nhưng mà họ chụp với giá rẻ, chỉ trước sau gì họ cũng phải tăng giá. Mà họ đã tăng giá rồi thì khi mà họ đã tăng giá rồi thì họ phải có cái lòng tự tôn của họ, đúng không? Họ phải có một cái tôi của họ, họ nói ô cái giá này bắt buộc phải tăng lên. Và khi họ tăng giá thì cảm thấy là ủa tại sao mình phải đi ăn cắp hình của người khác. Và thế là nó cũng giống như trường hợp thứ ba, phải nguyên về chung là cái tất cả những người ăn cắp hình thì nó cũng không di chuyển tới đâu hết á, không giúp ích gì, trừ trường hợp có một cái kế hoạch rất là lớn nhá. Trừ trường hợp là họ đã có một kế hoạch rất là lớn, sau đó để họ có một cái chuyện gì đó phốt phiết scandal đó là mình để nổi tiếng lên. Yeah. Thì trừ khi đó là họ có một cái kế hoạch marketing rồi PR cho bạn chính bản thân họ thì mình không có nói được cái trường hợp đó đó. Thì ok, vậy câu trả lời cuối cùng của bạn là như thế nào nếu mà bạn bị cắp hình, bạn còn sợ hay không? Cho mình câu trả lời ở dưới nhé, ở comment nhé. Còn nếu mà bạn cảm thấy cái clip này hay, hãy like và subscribe cho mình và nhấn vào cái chuông bên cạnh nhé. Chào tạm biệt các bạn, bye bye.